Trước hạn ngập mặn đang kéo dài triền miên tại đồng bằng sông Cửu Long, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân miền Tây, ca sĩ Thủy Tiên đã kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để hỗ trợ cho những người nông dân miền sông nước. Sau 4 ngày kêu gọi, Thủy Tiên vui mừng thông báo số tiền quyên góp đã lên đến hơn 11 tỷ đồng. Với số tiền này, Thủy Tiên quyết định khảo sát và lắp máy lọc nước ngọt cho 12 tỉnh miền Tây bị hạn mặn trong thời gian tới. Những hình ảnh được hai vợ chồng chia sẻ lên kênh YouTube cá nhân đã khiến cho không ít người cảm động và ngưỡng mộ. Toàn bộ đợt khảo sát lần này được Thủy Tiên và Lê Công Vinh ghi hình ảnh lại để đăng tải lên trang YouTube cá nhân, qua đó giúp mọi người nắm bắt được công việc của họ. Tuy nhiên, hình ảnh khiến nhiều người đặc biệt quan tâm chính là khoảnh khắc bà xã Công Vinh ăn vội bát mì ăn liền trong lúc đi khảo sát. Mặc dù cô vừa trải qua đợt phẫu thuật cách đây không lâu, trong lúc được ông xã ân cần hỏi có mệt không Tiên, Thủy Tiên liền tỏ ra hạnh phúc trả lời Vinh có mệt không, Tiên không mệt. Cũng qua clip, có thể thấy dù liên tục cười nhưng gương mặt của nữ ca sĩ khá mệt mỏi. Mỗi ngày Thủy Tiên phải vượt hàng trăm km đi từ sáng đến tối để về nhiều xã vùng sâu, thậm chí có nơi còn phải đi qua tàu và đi bộ. Chưa kể cách đây vài ngày, mẹ bánh gạo mới trải qua ca phẫu thuật, chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Điều này khiến cư dân mạng không khỏi xót xa, đồng thời hy vọng vợ chồng nữ ca sĩ giữ gìn sức khỏe của mình. Những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của Thủy Tiên và Công Vinh đang nhận được nhiều sự tán dương, ủng hộ và hết lời khen ngợi từ người hâm mộ. Với số tiền 11 tỷ quyên góp được, Thủy Tiên và Công Vinh sẽ lắp máy lọc nước ngọt cho bà con miền Tây. Mỗi máy lọc nước có giá trị gần 800 triệu đồng. Đúng là một hành động đẹp, đáng quý và vô cùng cần thiết đối với bà con miền Tây trong khoảng thời gian khó khăn này.